Xin chào mọi người, hôm nay mình có làm một chương trình khuyến mãi nhỏ. Ở trong chương trình này chỉ có hai đôi giày được khuyến mãi thôi. Và đây là hai đôi giày mình bị trả lại. Nghe buồn thế cơ chứ. Đôi đầu tiên đây. Đôi này có size 40,5. Giá trước mình bán 600.000. Trong chương trình này mình để chọn người giá là 400.000 thôi. Đôi này thì mình thấy có một tình trạng tốt này. Màu trắng đỏ, màu này đẹp. Về lỗi của nó thì cái phần đế trắng này đã được sơn lại ở một số chỗ. Đấy. Tiếp theo đến phần phía trên thì cái phần mũi giày đã được sơn lại này. Nhưng mà người ta sơn mỏng thôi. Phải nhìn kỹ vào mới thấy được cái chỗ chỉ này nó bị bục. Đấy. Nhưng mà tổng thể mình thấy đẹp. Tổng thể thì tình trạng tốt. Đấy. Quay một vòng cho mọi người xem nhé. Cái lớp sơn ở đế thì mình thấy là người ta chưa tẩy lớp sơn cũ đi mà đã sơn đè lên rồi. Và lớp sơn cũ dày hơn lớp sơn mới. Thế nên những cái vết xước của lớp sơn cũ thì nếu nhìn kỹ thì vẫn có thể thấy được. Đây, không biết mọi người có thấy được không? Chắc ở trên video thì mọi người không thấy được. Nhưng mà tổng thể mình thấy đẹp mà. Không hiểu vì lý do gì mà người ta lại trả. Tiếc nhỉ. Đây, đẹp như thế này mà trả. Chiếc tiếp theo đây. Chiếc tiếp theo thì cũng có tình trạng như thế thôi. Không có gì khác cả. Không có bị rách, bị thủng cả. Tiện đây thì mình cũng muốn chia sẻ thêm cho mọi người về vấn đề trả hàng. Mình chia sẻ đây chỉ mang tính chất chia sẻ thôi. Nhiều khi mình bán hàng, mình cũng thấy mệt mỏi với vấn đề trả hàng, bom hàng. Nếu mà mọi người trả hàng với lý do chính đáng thì không làm sao cả, bình thường. Nhưng mà có một số trường hợp mà lý do mình nghe xong mình chết luôn ấy. Bởi vì nó vô lý với thiếu trách nhiệm. Nói về lý do vô lý và thiếu trách nhiệm thì có rất nhiều biến thể. Mình chỉ nói một số lý do để cho mọi người dễ hình dung ra thôi. Ví dụ kiểu mẹ em không cho mua, xong rồi anh đặt cho bạn anh rồi bạn anh đi vắng rồi, xong người ta còn không trả tiền ship cơ. Nếu đối với một đơn hàng bị trả lại thì ngoài tiền ship ra, nếu người ta chưa trả thì mình còn phải trả tiền hoàn hàng nữa, tiền giấy này, tiền hộp này để gói cho mọi người này. Xong rồi những cái đơn đấy người ta trả lại sẽ không cẩn thận. Thế nên đơn nào mà đến tay mình thì đều bị móc méo hết cả. Không khác gì một đống giấy vụn. Cái hộp của nó ấy. Và giày bên trong thì cũng bị hư hỏng một chút. Đấy. Xong rồi có đơn người ta thử. Rồi cái đế giày nó bị bẩn. Xong rồi phần phía trên cũng bị bẩn nữa. Làm sạch lại để mà trắng tinh như mới rất là khó. Cực kỳ khó luôn ấy. Phải biết làm sạch thì mới làm trắng được. Chứ còn như mình thì mình chịu rồi. Không làm trắng sạch sẽ được như mới. Như lúc ban đầu. Chuyện của đôi này thì không có gì để nói. Bạn ấy mua chốt đơn nhanh. Xong rồi mình gửi cho bạn ấy rồi. Bạn ấy không nhận thôi. Mình cũng không hỏi lý do tại sao không nhận là gì. Có cái hôm nào mà mình cảm thấy bực bội thì mình sẽ hỏi lý do. Còn hôm nào bình thường thì thôi, không hỏi lý do nữa. Đôi tiếp theo đây. Đôi tiếp theo thì có câu chuyện dài hơn, tí nữa mình sẽ kể. Đôi này thì size 40, có giá cũng là 400.000. Tình trạng của những đôi em mắc ASIC này thì mình thấy ở mức tốt này. Về lỗi của nó thì cái phần này nó bị đục một tí và bị xước. Đây. Tiếp theo chỗ này đã dán lại keo rồi. Chỉ có hai cái lỗi như thế thôi. Còn lại thì không có bị rách thủng cả. Tình trạng đẹp. Đấy. Đối với đôi em mắc ASIC này khi mà mua cũ thì mọi người cũng nên hiểu là cái phần đế này dễ bị đục và bị ố và nó bị xước nữa. Đối với những đôi trắng thì nó còn bị ố ở phần này cơ.
mọi người nên mua giày mới nếu mà không chịu được những cái lỗi như thế. Đế mòn nữa, đây giày cũ thì đế mòn là bình thường rồi. Còn chuyện của đôi này thì đôi này do một anh khách rất thích đi Air Max Asics và là một người cẩn thận mua. Khi mua thì anh ấy còn cho mình xem những cái đôi Air Max Asics mà anh ấy có. Rồi anh ấy hỏi mình size 40. Mình cũng cho anh ấy xem một số mẫu size 40. Nhiều lắm, có mấy mẫu size 40 liền, 4-5 mẫu gì cơ. Anh ấy xem xong và anh ấy phát hiện ra là cái tem trên những cái đôi size 40 đấy khác với tem của đôi anh ấy đang đi. Thế rồi mình mới phát hiện ra điểm khác nhau, đó là vì đôi anh ấy đang đi thì size 40 là 25cm. Còn đa số những cái mẫu mình gửi cho anh ấy là 25,5cm. Lý giải cho việc này thì đôi 40 mà 25cm là theo size nam, còn 40 mà 25,5cm là theo size nữ. Đấy, nó còn có size như thế cơ, size nam và size nữ khác nhau. Thì mình cũng bảo anh ấy là chênh 0,5cm thì không đáng lo, vẫn đi bình thường, thoải mái, ok. Nhưng mà anh ấy bảo là trước anh ấy cũng mua một đôi 25,5cm rồi, nhưng mà bị rộng, không đi được. Và mình phải mất một hồi lâu để tìm cho anh ấy một đôi 40 mà theo size nam, chính là đôi này, mà có một đôi duy nhất thôi nhé. Đấy, gửi cho anh ấy xem. Rồi anh ấy còn so tem của đôi này với đôi anh ấy đang đi, xem có gì khác nhau không, rồi anh ấy mới đặt. Đấy, tư vấn một hồi lâu như thế thì anh ấy cuối cùng cũng đã đặt. Thế nhưng mà mọi người biết lý do tại sao anh ấy trả hàng không? Đấy là khi ship đến thì lại bảo bị kích chân, bị trật, không đi được. Trong khi đó đôi này giống y hệt như đôi anh ấy đang đi, chỉ khác mỗi cái màu thôi. Đấy, mình cũng không biết thế nào mà lần, khó hiểu thật sự. Này, hai cái tem giống nhau, cùng một đôi giày, mà một đôi anh ấy đi bình thường. Thế nhưng mà lên thêm 0,5cm nữa thì anh ấy lại bảo rộng, không đi được. 25cm thì lại bị kích chân. Mình cũng bó tay luôn, xong mình cũng không nói gì nữa. Đôi này 400.000 nhé mọi người. Vậy nên qua video này, mình mong mọi người hãy là một người mua hàng văn minh, cân nhắc thật kỹ rồi mới mua hàng, tránh để trường hợp trả hàng, bom hàng. Nếu mà mọi người trả hàng với lý do chính đáng thì không làm sao cả, nhưng mà với cái lý do mà kiểu như vừa rồi mình nói thì mình thấy không phục, không thuyết phục. Ok, hẹn mọi người vào những video lần sau nhé.